Các em thân mến, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài 1 đầu tiên trong chương trình mỹ thuật 6 vẽ tranh theo giai điệu âm nhạc. Chúng ta vẽ theo chủ đề 1 là biểu cảm của màu sắc. Ở trong bài này thì trước tiên thầy giới thiệu là vẽ theo trường phái hội họa trừu tượng biểu hiện xuất hiện ở châu Âu và Mỹ ở cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20, theo xu hướng không biểu tả trực tiếp các hình tượng bằng hình vẽ có nội dung cụ thể, mà vẽ theo thông điệp nghệ thuật được diễn đạt qua ngôn ngữ phi hình thể, biểu hiện cảm xúc trên tranh là loại siêu ngôn ngữ khó diễn đạt bằng lời, đòi hỏi sự cảm nhận nghệ thuật của người vẽ và người xem với tư duy tưởng tượng. Tiêu biểu cho trường phái trừu tượng biểu hiện này chúng ta có thể kể đến là họa sĩ Jacques Pollock, người Mỹ, năm 1947 sáng tạo cách vẽ lấp đầy mặt phẳng của bức tranh bằng các chấm màu và nét vẽ. Theo Pollock, hội họa của tôi không bắt đầu từ giá vẽ. Khi sáng tác, ông đặt tranh trên mặt phẳng và đi vòng quanh bốn phía bức tranh và thực hiện các động tác vẫy màu hoặc tạo nét vẽ theo cảm xúc. Thầy cho các em xem một số những tác phẩm hội họa của họa sĩ Jacques. Và còn đây là thầy cho các em xem những bức tranh người ta vẽ theo trường phái của ông. Về quy hình thực hiện vẽ tranh thì chúng ta sẽ hòa theo âm thanh của bản nhạc. Các em vận động vòng quanh bàn đặt giấy vẽ. Ở đây là chúng ta vẽ trên giấy A4 cho nên chúng ta không vận động vòng quanh theo trên trên bàn đặt giấy vẽ, mà chúng ta vẽ thẳng trực tiếp trên cái bề mặt của giấy A4. Chúng ta lắng nghe và cảm nhận giai điệu tác động trên các giác quan. Ở đây là chúng ta có thị giác, thính giác và chúng ta bắt đầu vẽ những nét vẽ màu trên giấy theo những bước thứ tự từ màu sáng đến màu đậm. Chúng ta theo nhịp điệu từ chậm rãi khoan thai cho tới nhịp điệu tiết tấu nhanh dần của âm nhạc. Ở đây chúng ta có thể vẽ theo động đậm, màu nhạt, màu đậm, nét cong, nét thẳng, chấm màu. Vẽ theo cảm xúc nhạc, vẽ ngẫu hứng trên giấy ở bất cứ vị trí nào và hoạt động kết thúc khi nhạc kết thúc. Để thực hiện bài này, chúng ta sẽ chuẩn bị về vật liệu thì chúng ta có gồm có giấy, bút màu các loại, tùy điều kiện thực tế chúng ta có thể sử dụng màu chì, màu sáp hay là thuốc nước. Về phần âm nhạc thì các em chuẩn bị băng đĩa với các đoạn nhạc có tiết tấu và điện và giai điệu khác nhau. Trong trường hợp không có điều kiện âm thanh, các em có thể hát một bài hát và cùng vẽ theo giai điệu bài hát mà các em đang thể hiện nhé. Ở trên đây thầy giới thiệu một số những hình ảnh nghe nhạc vẽ theo giai điệu các em có thể tham khảo. Thầy cho các em xem một số những sản phẩm. Những sản phẩm này được vẽ dưới dạng thuốc nước. Qua những bức tranh dưới đây, thầy muốn các em sẽ cảm nhận được cái sáng tối, nóng lạnh, bổ túc, tương phản và hòa sắc. Chúng ta đều có thể tham khảo. Chúng ta có thể tạo tranh hoặc tạo sản phẩm trang trí. Chúng ta vẽ xong rồi chúng ta có thể dùng kéo, khéo léo chúng ta cắt lại làm những sản phẩm lọ, chẳng hạn giày, chẳng hạn như là bìa sách, lọ hoa trang trí. Thầy cho các em xem thêm một những số tranh nữa ha, để chúng ta thấy sự đa dạng và chúng ta có thể áp dụng. Ở phần hướng dẫn về nhà thì các em sẽ tìm những bức tranh chung và chọn mã màu yêu thích ha. Nhớ chuẩn bị dụng cụ theo hướng dẫn của thầy
và về nhà các em đọc trước nội dung bài 2 tranh tĩnh vật màu. Thân mến chào các em.